Nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Daniel Crocker từ khoa sinh học phân tử và tế bào, Đại học California ở Berkeley, cho biết đó là những động vật không xương sống vẫn bơi đầy nhiều đại dương ngày nay, bao gồm một số loại bọt biển và sữa. Phân tích mới cho thấy những động vật đa bào đầu tiên của trái đất mang gen của chúng trên 29 cặp nhiễm sắc thể. Khi những động vật đại dương đầu tiên xuất hiện và tiến hóa thành động vật không xương sống từ bọt biển đến giun, nhiều nhiễm sắc thể trong số này vẫn giữ nguyên trong vòng hơn nửa tỷ năm. Những loài được đem ra nghiên cứu lần này bao gồm Brachiotoma prodidae, một loài sinh sắn giống hoa, sinh vật biển giống chiếc bút lông tên Aphorsus, bọt nước biển ngọt Aphidata molleri, sứa lửa Probilema esculentum. Có khi, chính bản thân chúng ta cũng mang phần nào những cặp nhiễm sắc thể sơ khai này đã được tái tạo qua nhiều lần nhân đôi, hợp nhất và sắp xếp lại. Bài công bố trên CC Avanci cho rằng phát hiện trên cho thấy tiến hóa là một quy trình bảo thủ và cho dù trải qua hàng tỷ năm, vô số thế hệ và các kiểu thay hình đổi dạng, nhiều thứ cổ đại sẽ mãi mãi liên kết sự sống của một hành tinh trên một cây gia phả phức tạp. Họ còn phát hiện sự bảo tồn tương tự của DNA trên các nhiễm sắc thể ở một số loài. Trong khi động vật không xương sống bảo tồn các cặp nhiễm sắc thể nguyên thủy một cách khá toàn vẹn, thì động vật có xương sống như chúng ta lại chọn cách trộn chúng lên khi tiến hóa, tiến sĩ Roque và cộng sự cho biết thêm trong bài công bố.